Xin chào tất cả các bác cũng như các bạn. Hôm nay em xin chia sẻ đến tất cả các bạn là một vườn quất của bạn Dũng tại tầm Tang Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên. Bác nào có nhu cầu mua quất thế ở trên chậu sẵn như thế này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bạn để mua. Bên này còn một hàng này cũng rất là đẹp này. Em đi ở bên trong này nhìn nó tối một chút nhưng mà nhìn nó sẽ rõ nét hơn đi ra bên ngoài nắng. Thường thì quay cả cái tầm 5 giờ 5 rưỡi chiều ấy nó cũng sẽ bị sáng lên, tự nó cân bằng ánh sáng. Thành ra là đi vào trong chỗ tối quay còn sáng hơn là quay bên ngoài. Bên ngoài quay nó sợ tương phản ánh nắng lại thành nó bị vàng. Nó đầy thành quả quất như cả quả cà chua ấy. Đi ra bên ngoài. Mình phải đi ra bên ngoài nhìn nó sẽ sáng lên. Quất đất. Cây cột đất là nhìn đẹp. Nó bây giờ đang bị ướm, bên vườn này nó bị ướm lại. Nhìn sang bên này quay toàn quả thôi, không phải lá. Không phải, quất nó chín bây giờ nó khoe quả rồi. Nó khoe quả ra là không được nhìn thấy. Không nhìn thấy quả. Đây là ngược mặt rời này, nhìn nó cũng bị nóa. Ngược mặt rời thì nó hơi nóa một chút. Đây. Bạn Dũng bạn có ghi cả số điện thoại ra miệng chậu này, 0968 414 818. Số điện thoại hai nập